Hello, xin chào tất cả anh em đã đến với kênh của mình. Và hôm nay thì mình sẽ chơi Legend of Asia. Rồi, và ở phiên bản này là mình vừa mới update từ hôm qua nha. Đây, đây chính là bản update, bản cập nhật mới nha. Rồi, và nó sẽ xuất hiện quá đường rất là nhanh. Đấy. Và nó có bản bổ trợ cho bổ trợ luôn này. Đấy. Và bây giờ thì ở phiên bản cũ thì chưa hết là chưa cuối thì mấy bạn sẽ kiếm đi phần trăm đấy, phải kiếm đủ 100% và sẽ sử dụng được chưa cuối. Và ở bản update mới này thì nó ra đổi mới rồi nha. Rồi, và nó cũng giống như các game khác nha, và up level 4 là sẽ có ngay nha, chưa 3 đấy. Và hôm nay thì mình sẽ chơi như một vị tướng, đó là Julia. Và trong phần này thì mình sẽ đi rừng. Và trong đây thì nó không có thẻ bài để lên đi rừng nha. Đây chính là vị tướng Julia, đó là con sát thủ đấy. Và lính thì bên team bạn thì mấy bạn đánh thì không còn rớt ra những cục máu và cục mana nữa nha. Và ngay cả quá đường cũng vậy nha. Rồi, giờ mình sẽ quay lại trận đấu thôi. Và đường dưới thì đang có đánh nhau rồi. Rồi, thanh niên hậu bảo này băng luôn cả chỗ á. Thanh niên là chết chỗ rồi. Đấy, mình đã được mạng đầu tiên. Thì trong phần update mới này thì phần giao diện bích tướng nó cũng mới luôn. Đấy. Và tầm giữa game thì mình sẽ cho mấy bạn này xem cái phần giao diện mới bích tướng nha. Rồi mình sẽ bắt luôn Ina này, đấy. Ina rất là khó chịu nha. Rồi. Thì ở phiên bản cũ thì mấy bạn thấy đó, thì nó không có bạn hỗ trợ để đi rờn đồ các kiểu đấy. Và bây giờ ở phần mới thì nó có bạn hỗ trợ đi rờn đấy, để cho mấy bạn phong quái rờn rất là nhanh. Và up lên 4 thì mấy bạn sẽ có ngay chi cuối thôi đấy. Và hiện tại thì mình đang ở mức rank vàng 4 rồi. Đấy, mình sẽ đi rank nha. Đã rất là lâu thì mình ra video rất là nhiều nhưng không có bình luận này. Mình xem cho các bạn xem nhé. Đấy, xem rất là chán. Hôm nay thì mình sẽ bình luận. Do thì mấy ngày kia thì mình do rất là bận nha. Mình không thể nào bình luận. Mình sẽ lấy luôn chỗ đường giữa này. Và cái chiêu thứ hai của Julia. Đấy, và nó sẽ tăng tốc độ đánh nha. Đấy. Và đẩy chỗ rất là nhanh luôn. Thanh niên kia đó chính là Zack nha, thành bài. Á chà, Ina như con xạ thủ nhỉ, nó bắn hơi bị đau ấy. À thôi. Đóng băng hơi bị khó chịu nha anh em. Rồi đường giữa của mình đã bị mất đi cái chỗ rồi. Thôi mình sẽ biến về đây. Và cái chiêu cuối của Julia rất là mạnh nha. Thôi tất cả Tachibana này. Thôi mình không đùa được. Đây mình sẽ chơi được chiêu cuối này. Đấy, chiều cuối rất là mạnh nha. Thanh niên chạy ra bạn ơi. Rồi, mình còn chiêu 1 nhé. Đấy. Chơi bạn luôn. Đấy, thanh niên kia rất là giống Triệu Vân nha. Rồi,
Rồi, mình đã lấy xong cái chỗ đường giữa của tên bạn rồi, mình sẽ xa luôn, cướp combo xanh luôn. Rồi, mình sẽ biến giờ mình sẽ gánh luôn Ina tiền bạn rồi. Thôi mình sẽ bắt luôn thành niên luôn đấy, bắt luôn thành niên xạ thủ chạy ra bạn ơi. Đó bạn nha. Rồi mình có chiêu cuối rồi nha, chơi bạn luôn này. Rồi chiêu một mình hồi rồi nha. Là bạn luôn, đã bực kêu dành cho mình. Rồi mình sẽ đi gần tìm bạn luôn này, tìm mà đánh nhau rất là dữ dội nha, bạn luôn. Ồ, thôi. Và cái phần hồi máu thì nó chỉ được hồi máu thôi, nó không hồi luôn cả mana đấy. Ồ, thôi. Đi lại rất là khó chịu nha. Rồi mình sẽ đi hồi, biến về hồi máu thôi. Rồi mình sẽ bắt luôn này, thanh niên giặc Kumo này. Chết luôn nha. Thôi giặc Kumo vẫn chạy được à, bắt luôn này, double kill dành cho mình này đấy. Thì sợ bây giờ là 13 ngọn rồi, mình sẽ bắt luôn thanh niên Ina này đấy. À tất cả Tachibana này, bắt luôn này bạn ơi. Mình sẽ lên con bộ đỏ nha. Và ở bản update mới thì nó vừa ra vị tướng, đó là vị tướng mới nha, đấy đó là vị tướng xạ thủ cũng nha, xạ thủ là thì tướng đó thì bạn phải cần để kiếm mạnh để đổi nha, mạnh tướng này. Hoặc là mấy bạn sẽ nạp vào kim cương sẽ mua nhé. Thì hiện tại thì mình rất là nghèo rồi, mình sẽ cố gắng để dành mạnh để đổi ra lên tuấn mới thôi. Đấy. Julia này rất là mạnh nha. Cướp luôn con bùa đỏ này. Đấy, mình sẽ bắt luôn Julia tiên bản này. Đấy, băng cái chỗ này. Ô, thôi, thanh niên. Rồi, mình sẽ lấy luôn cái chỗ thôi. Ôi, thôi, mình sẽ đi về đây. Đây chính là con quái vật này, hai đầu, đấy, cầm cái trì nha. Rồng thì vẫn không thay đổi. Mình sẽ bắt luôn này. Thôi cho cả ta chia Bina luôn này.
và đường dỗ tiên bạn rất là đông nhé. Nhưng mình có một thanh nào đấy, làm sao mà cướp được một thanh của mình được đấy. Mình sẽ đen rồng nha. Thôi, và trong rừng này thì team bạn rất là đông này. Thôi nào bạn ơi, đừng giỡn chứ. Bắt luôn này, đấy, double kill dành cho mình luôn. Thôi bạn ơi, tha cho mình nào. Mình sẽ bắt luôn nè, Ina đấy là bạn rồi, mình sẽ bắt luôn Julia thì bạn này. Đấy, quá là kill luôn. Mình đã mất đi Benta rồi, rất là tiếc. Và mình sẽ lấy luôn chủ nhật thì bạn nhé. Và video mình sẽ kết thúc ở đây, và mọi người nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Và đừng quên bấm vào cái chuông thông báo để có video mới nhất nhé. Bye bye. Get over.